Thưa quý vị và các bạn, bệnh sởi đang gia tăng rất nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận gần 600 ca phát ban nghi mắc sởi, đặc biệt đã có 3 ca tử vong. Số ca sởi đã xuất hiện ở 57 phường xã của 16 quận huyện, trong đó có 9 quận huyện có từ 2 ca bệnh trở lên. Như vậy, hiện có đến 9 quận huyện đủ điều kiện công bố dịch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh đang quy động toàn bộ nguồn lực tập trung tăng cường phòng chống dịch sởi. Khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho hơn 50 trẻ mắc sởi, trong đó có 8 ca nặng có các biến chứng bội nhiễm phổi. Hầu hết những trường hợp này là trẻ dưới 9 tháng tuổi hoặc có bệnh nền. Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã bố trí thêm giường bệnh ở khu vực cách ly và sẵn sàng nguồn nhân lực cũng như thuốc điều trị để ứng phó với dịch sởi. Bữa trước em bị nổi ít à, cái hôm qua nổi nhiều, bắt đầu chị mới đem vô trong này bác cho nhập viện. Rồi tối tới 10 giờ rưỡi đêm mà em mới khó thở, bác mới cho qua phòng cấp cứu thở oxy. Hầu như tất cả những y tế ở tại địa phương đều có thể điều trị được bệnh sởi hết. Và cái nguồn lực và nhân viên y tế và cơ sở vật chất hầu như địa phương đều có thể tham gia điều trị được hết. Tôi nghĩ rằng là những đứa trẻ này không cần thiết phải lên tuyến trên để mà điều trị. Khi mà chúng ta một cái ca sởi mà chúng ta di chuyển từ ở dưới tỉnh mà lên thành phố Hồ Chí Minh một đoạn đường khá là dài, ví dụ như là đi xe công cộng thì nó lây nhiễm, hoặc là một đứa trẻ nó vô tình mà trong cái mùa hè là cái mùa du lịch nữa mà lại di chuyển lên thành phố vừa khám bệnh mà vừa du lịch thì càng lây nhiễm nhiều hơn. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2021 đến năm 2023, toàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận một ca bệnh sởi. Tuy nhiên, trong năm 2024, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 11 tháng 8, tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố ghi nhận có 597 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 346 ca xét nghiệm xác định và 3 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn phòng chống dịch, chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng nhân lực, vật lực ứng phó với dịch bệnh. Cùng với đó, tuyến y tế cơ sở tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho các trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine sởi. Muốn cái kiểm soát được cái dịch sởi, muốn ngăn chặn được dịch sởi thì cái tỷ lệ bao phủ vaccine sởi ở trong cộng đồng phải đạt từ 95% trở lên. Trong khi đó trên thực tế thì do di biến động dân cư, do cái cung ứng vaccine một thời gian vừa qua nó có cái tình trạng gián đoạn cũng làm cho ảnh hưởng cho đến cái tỷ lệ bao phủ này. Chính vì vậy mà thành phố bắt buộc phải khẩn trương để tổ chức tiêm bù tiêm vét và khẩn trương triển khai một cái chiến dịch tiêm chủng. Các bệnh viện đang điều trị các trẻ mắc các bệnh mãn tính thì sẽ lập danh sách và kiểm tra tiền sử tiêm chủng, tư vấn cho người nhà để tiêm vaccine nếu không có chống chỉ định. Đối với những trường hợp trẻ mà không thể tiêm được vaccine thì nếu như có nguy cơ chẳng may bị tiếp xúc với một ca mắc bệnh sởi thì sẽ cần được hội chẩn và sử dụng gamma globulin để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tiêm vaccine phòng sởi cho nhân viên y tế làm việc trong khu vực có nguy cơ và thân nhân bệnh nhân mắc sởi. Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ chặt quy trình phòng chống lây nhiễm qua đường hô hấp, phát ban.